Dạ, Toàn xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ, trong thời gian qua cũng có nhiều anh chị hỏi Toàn là đối với thuốc kích rễ mình sử dụng cho những cây mai mà khoảng hoành từ 10 cho đến 15 trở lên được hay không. Và hôm nay Toàn xin chia sẻ cùng quý cô chú, anh chị và các bạn ạ. Dạ, đây thì cây mai của Toàn đã làm rễ cách đây là khoảng 8 tháng ha. Nó gần giáp năm. Nó khoảng 2 tháng nữa là giáp năm với chú anh chị. Đó. Cây này lúc trước thì những cây toàn dạt ở trong cái vườn mai của anh Năm của Toàn á, Toàn lấy những cây mà rễ không được đẹp á, Toàn làm rễ đợt sau nữa với chú anh chị. Thì cây này nó khoảng bằng ngón tay cái ha. Có cây tầm khoảng là hoành 10. Cây này khoảng mười mấy rồi. Nó có cây bự hơn nữa với chú anh chị. Thì đây cũng có mấy cây nữa nè, thì Toàn cũng khách đến nhà thì Toàn cho bớt rồi, còn lại cái mấy cây để Toàn quay cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem ha. Thì sau đây Toàn sẽ sổ cái cây này ra để cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem cái Toàn sử dụng thuốc kích rễ như thế nào nha quý cô chú anh chị. Thì đây Toàn sẽ cắt bỏ những cái nhánh này để trong khi mà mình sổ cái giá thể ra để cây mai của mình nó không bị mất sức ha. Đó. Toàn sẽ tháo cọng dây này ra luôn. Sau đây Toàn sẽ sổ cây mai này ra để xem cái bộ rễ nó phát triển như thế nào nha quý cô chú anh chị. Và với cách làm này mình sử dụng đối với những cây mai mà mình chơi Tết đó. Nếu như mình không lặt lá thì Toàn xin lỗi. Nếu như mình không lặt hạt đó, thì cây mai của mình nó dễ bị mất sức. Cho nên thì sau khi chơi Tết thì ví dụ mình không lấy hạt làm giống á thì mình sẽ lặt bỏ hạt hết nha quý cô chú anh chị. Sau đây Toàn sẽ khui cái chậu này ra ha. Thì trước khi Toàn khui ra thì Toàn sẽ trải cái bao để cho giá thể đừng có đổ ra ngoài ha. Đó. Thì mình làm rất là nhiều, tầm khoảng hai mươi mấy ba chục cây mà Toàn cho bớt rồi. Đây, để Toàn giũ rễ coi như thế nào ha. Rồi Toàn sẽ rửa sạch để coi bộ rễ này nó đều hay không, nếu đều thì Toàn sẽ đem ra mô Toàn trồng luôn. Rồi rễ nhiều quá nó Toàn rũ ra. Cái này thí dụ rễ nhỏ nó yếu á, mình rũ nhẹ nhẹ thôi quý chú anh chị. Rễ nó ra phía dưới nè, cái này nó bị huyết trùng rễ nè, nó u nàng nhất trơn nè. Cái này tại Toàn để lâu Toàn không chăm sóc á, Toàn chỉ kích rễ lần Toàn bỏ thôi. Rồi để Toàn sẽ lấy cái thau nước Toàn rửa cái này cho sạch ha. Vậy rồi ở đây Toàn chuẩn bị cái thau nước, Toàn sẽ rửa cây này. Lúc trước thì Toàn cũng làm rất là nhiều. Nhưng mà nhiều anh chị hỏi Toàn á, sao mà mình chỉ nhúng thuốc thôi, mình để vô giá thể mà mình không lấy bọc mình chùm kín lại. Thì cái này Toàn làm theo cái cách của Toàn á, Toàn không có chùm bọc ha. Ví dụ mà mình cắt rễ nó không được đẹp, rễ này con rễ nó xuông xuống nè, rồi Toàn cắt ngang, Toàn lấy cái mí này nè. Đó, Toàn lấy cái mí này nhiều khi Toàn tạo cái hình thú cho nó luôn. Tại vì phía trước đây có giò cẳng nè, đuôi đầy đủ, còn phía trước cũng có hai ba cái giò nè. Đó, Toàn lấy tầm khoảng là 4 5 cái rễ ha. Thì tí nữa Toàn sẽ sổ ra thêm vài cây nữa cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem. Ví dụ như ở trong vườn mình có cây mai nào nó bị si á thì mình bươi giá thể ra, mình rửa cho nó thật là sạch, rồi mình để tầm khoảng đôi ba tiếng đồng hồ á, rồi xong mình sẽ nhúng nhẹ thuốc kích rễ vô, hay hoặc mình ngâm tầm khoảng 5-10 phút gì đó, cái mình lấy ra mình để thoáng ở ngoài, xong rồi cái mình ủ lại nha quý chú anh chị. Mình ủ vào cái giá thể á, giá thể bao gồm là xơ dừa nè, xơ dừa khoảng 8 phần chấu 2 phần đó, mình sẽ ủ nó lại, mình để trong cái gốc cây nào mát mát á, cái độ ẩm tự nhiên á thì cái cây của mình nó sẽ mau phát triển ha, thì nó mau ra rễ đó. Thì đây Toàn sử dụng thì những cái cây mà nó thành phẩm rồi Toàn sử dụng chấu hay nhiều, cái này là khoảng 7% xơ dừa 3% chấu là đối với những cái cây mà nó thành phẩm rồi Toàn đem ra trồng á, còn đối với những cái cây mà mình làm rễ á là tầm khoảng là 8 xơ dừa 2 chấu ha. Đó. 8 xơ dừa 2 chấu thì nó xơ dừa nhiều hơn, nó sẽ giữ cái độ ẩm và cái độ mát để cho cây mai của mình nó mau phát triển với chú anh chị.
Thì sơ dừa này Toàn đã tứ khoảng một bịch thuốc Imingon để mình chị nắm bệnh ở trên những cái giá thể này nè. Đó, từ từ nó lan qua cho cây mai, nó làm cây mai của mình nó sẽ bị suy yếu anh chú anh chị. Nếu như cảm thấy mà cái mùa nắng á, thì đối với những cây mà nó hay chết héo á, thì mình sử dụng là cái loại thuốc mà kích rễ giống hồi nãy cũng được, mình chỉ sử dụng một lần thôi. Thì cái loại thuốc đó thì nó ra rất là nhanh. Ví dụ mà cây mai của mình nó ra rễ nhiều quá thì cũng không im nữa chú anh chị, cho nó ra khoảng tầm chừng thôi ha. Còn quay lại với cây mai của Toàn hồi nãy nè, thì Toàn sẽ sổ thêm một cây nữa. Toàn để cái này đây đi. Toàn thấy cái này Toàn làm hình thú nhưng mà nó không có cái độ dài của hình thú, nhưng mà Toàn làm chỉ nó ngắn, từ từ Toàn sẽ nuôi cho nó dài ra ha. Nếu như cây cái hình thú ngắn quá mình sẽ kéo hai cái giò lên trước đó. Rồi Toàn sẽ sổ thêm một hai cây nữa quý chú anh chị. Dạ rồi, để Toàn sổ thêm một cây nữa coi bu rễ nó phát triển như thế nào nha quý chú anh chị. Đây Toàn coi cái cây này thì nó đứng lá rồi, nó thắt ngọn rồi, cho nên Toàn không có cắt ha. Còn đối với những cây nào lá non á, Toàn sẽ cắt bỏ hay hoặc là mình để thí, nhưng mình sổ vào cái đợt mưa nha quý chú anh chị. Rồi xong Toàn sẽ cắt dây này ra, Toàn sổ thêm một cây nữa. Thì Toàn tìm hiểu tới đâu thì Toàn biết thì Toàn chia sẻ đến đó chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ tinh thần cho Toàn ha. Toàn sẽ sổ nó ra. Toàn cho tầm khoảng 10 cây, mười mấy cây à. Cây này là Toàn thử nghiệm thuốc thôi. Rễ nhỏ nhỏ này mình làm nhẹ tay với chú anh chị. Ướt điện thoại vậy. Và Toàn sẽ sủ vũ cho nó sạch rễ ha. Cây này cái hoành có khoảng mười mấy á. Cây hoành mười mấy mình làm vẫn được, nhưng mà mình tứ hỗ trợ thêm là thuốc to củ anh chú anh chị, hay hoặc là mình tứ cái loại thuốc nào mà cho nó to nhánh mà mập rễ á, mình tứ hỗ trợ vô thêm, để trong khi mà mình kích rễ rồi mình để lâu ngày á, mình không có tứ hỗ trợ thêm thì cái rễ mai nó vẫn nhỏ như thường, nó không có bự nha mấy chú anh chị. Tí xíu nữa Toàn sẽ cho với cô chú anh chị và các bạn xem cái cây hình thú của Toàn ha. Rồi Toàn sẽ vũ cái này ra với chú anh chị. Vũ sạch xong rồi Toàn sẽ nhúng nước ha. Để Toàn sẽ vũ thêm một cây. Đây cây bự nè. Cây này nào. Này là Toàn để cái bầu hơi bự, Toàn sẽ lấy cái nhỏ này đi. Cái này nhà te hả? À, Toàn sẽ vũ thêm một bầu nữa ha. Còn đó những cái cây lá non à, Toàn sẽ nhấp bỏ cái tược bự này đi. Toàn sẽ lấy đầu dâu đưa chuột, còn chưa có nhánh nhỏ này thôi. À, thí dụ mà nó không có nhánh á, thì cái này mình sợ nó gãy thì mình nhấp chừa lại tầm khoảng hai ba cái lá, khoảng hai ba cái lá để cho nó thở oxy hoặc là hút chất dinh dưỡng nha mấy chú anh chị. Như cái phôi á, đối với những cây phôi mà mình cắt đó, cắt hết những cái nhánh này nè đó, thì cái tỷ lệ nó ra tược thì nói chung là nó có cây sung thì nó ra sớm, có cây thì nó yếu thì nó ra tược, nó ra tầm khoảng gan hoặc là dài phân thì nó tự nó héo rồi nó sẽ chết cái đọt đó nếu như mình tưới nước nhiều á. Rồi Toàn sẽ làm cỏ sạch ha. Rồi nói những ốc này nè, mình đừng có để, nếu như mình trồng cái dạng như mà cái cây bông đó nó sẽ cắn ha. Mình để đây đi cho nó bò, đâu nó bò. Toàn sẽ sổ thêm một bầu nữa. Thì nhiều anh chị hỏi trong thời gian qua Toàn sử dụng thuốc kích rễ của mực hay không, và Toàn hôm nay Toàn xin trả lời luôn ha. Thì con cháu ở gần nhà thì Toàn tin tưởng, thì Toàn xài thuốc này xài hoài luôn chú anh chị. Tại vì uy tín của mực thì nói chung là sẽ để hàng đầu ha. Dạ, Toàn cũng có tạo cho mực cũng mấy cái kênh á, Mai Xù Singapore Mực Nguyễn á. Rất mong với cô chú anh chị các bạn vào đó xem và đăng ký kênh ủng hộ cho cháu ha. Dạ, Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Toàn sẽ vũ cái này ra. Được rồi, Toàn lấy ba cái cây
ba cái dừa mục này nè, ba cây dừa mục á, toàn sử dụng thay thế cái, toàn sẽ bỏ rễ bớt ha, thay thế gì cái hôm rồi toàn cũng thiếu giá thể nè, nên toàn sử dụng mấy cái này luôn. Mấy cái này thì mình xử lý là nó không có nấm bệnh ở trên đây. Nếu như mà mình không xử lý thuốc, mình chỉ nấm bệnh ở trên cái giá thể, từ từ nó sẽ lan, nó sẽ làm cho cái cây mai của mình nó bị suy yếu. Đó. Rồi toàn sẽ đem hai cây này đi nhúng nước ha. Rồi hôm nay thì toàn sẽ đem hai cây này ra trồng luôn. Đấy rồi thì toàn sẽ bơm nước vào đây thêm để cho những cái giá thể này nó. Để toàn rửa xong đi, rửa xong toàn sẽ bơm nước vô cái nữa để cho nó sạch giá thể. Có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích mai xù sữa rễ hoặc cây giống á, thì liên hệ qua số điện thoại của Mực là 0971 203 949, và đó cũng là số Zalo của Mực luôn quý chú anh chị. Và toàn xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho Mực những clip vừa qua ha. Và toàn rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho Mực clip tiếp theo. Và toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Mà mình tính gì là dở rồi, đổ cho nó thêm cái độ nước vô giá thể nó hơi khô. Hồi nãy toàn tính đổ trên đây nè, đổ trên đây sẽ hay hơn. À, toàn sẽ bơm nước vô, toàn rửa ba cây mai này ha. Dạ rồi, sau đây toàn sẽ xáo nước vô ha, xáo cho nó sạch cái giá thể á. Cái này toàn làm cũng mấy tháng á, 8 tháng là toàn bỏ lăng bỏ lóc thôi mà toàn không có tứ phân rồi vô. Đó, trong khi thì toàn rửa cái này thì toàn tí xíu nữa toàn sẽ giới thiệu về giống mai xù Singapore bên vườn nhà của Mực ha. Anh mưa tắt giùm cái này. Rồi thì những cái giống bên vườn nhà của Mực á, thì những cái cây mà Mực làm rễ được thì Mực mới giao luôn nha quý chú anh chị. Cây này mình làm rễ được rồi nè, cây này toàn đã cắt cái tược nữa ha. Thì giống này lúc trước thì Mực cho toàn tầm khoảng 20 mấy cây là giống xù chảy mạnh á, thì nó cũng thuộc dòng Singapore luôn chú anh chị. Thì mỗi cây gì bên Mực giao lưu với giá là 10.000 một cây, cây bự hơn toàn ha. Chiều cao mỗi cây trung bình là từ 2,5 tấc cho đến 3 tấc, còn cây bên toàn nó hơi ngắn tí xíu. Đó. Thì với đơn hàng 300.000 Mực sẽ bao ship toàn quốc quý chú anh chị. Đặc biệt nữa là quý cô chú anh chị các bạn mình có giao lưu từ 50 cho đến 100 cây thì Mực sẽ hỗ trợ thêm cái phần thuốc kích rễ ha. Thì phần thuốc kích rễ đó bên Mực thì không có bán, chỉ chia lại chút đỉnh khoảng 1-2 chai. Thì quý cô chú anh chị các bạn nào thấy xài hay á thì mình chia sẻ tiếp tục nha quý chú anh chị. Thì về đặc điểm của sù nu Singapore này, mình trồng tầm khoảng 8, 9, 10 tháng thì cây nó sẽ lên sù, có cây sù sớm, có cây sù trễ. Có cây thì nhánh nhiều thì sù sớm chú anh chị, có cây nhánh ít thì sù nó hơi chậm tí xíu ha. Về mặt bông thì từ 5, 7, 9, 12 cánh, có cây thì lúc trước thì toàn coi nó tầm khoảng 14 cánh nữa mà toàn không có quên chụp hình lại nó rụng cánh hết rồi. Mà đặc biệt nó ho thơm gắt luôn, mình đứng từ xa tầm khoảng 2-3 mét gì đó mà nó thơm ngào ngạt luôn chú anh chị. Thì cây này thì Mực cho toàn 2 mấy cây mà có anh chị đến thăm ba cái toàn á, ba cái toàn mấy ngày nay bị ốm gần cả 2 mấy ngày à. Thì toàn cũng cho hết số, còn chỉ lại là 3, 4, 5, 8, 11, 13 cây, còn lại 13 cây ha. Trước khi Mực cho khoảng 2 mấy cây á, những cây này toàn sẽ trồng đế thừng, đế tự nhiên luôn, toàn sẽ để tới đế tự nhiên. Nếu như mà mình làm rễ nó ra không đẹp thì mình trồng luôn, nó vẫn bình thường, toàn ví dụ ha. Còn quay lại những cây mà toàn làm hồi nãy nè, toàn ngâm cho nó ra giá thể đi, rồi xong toàn sẽ quay cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem ha. Rồi rửa sạch đi. Trong khi chờ cái này toàn sẽ tắt điện thoại tí xíu ha. Dạ rồi, trong khi mình đợi rễ cho sạch để toàn quay cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem á, thì sau đây toàn xin giới thiệu về cái dòng thuốc để mình phục hồi cây mai suy yếu ha. Thì đây trước mắt thì toàn thấy là Atunit nè. Atunit thì nó tới hai loại, một loại 7.000 và một loại 8.000 ha. Thì toàn thường là toàn sử dụng cái loại 8.000 này quý chú anh chị. Đó. Thì cái loại này thì toàn kèm chung vô luôn, hai bịch kèm chung vô luôn. Đó.
Thì đây là anh 3M. Thì đầu tiên thằng sĩ giới thiệu về Atonis Việt Nam được chưa ha? Thì cái dòng này nó vừa dưỡng cây xanh lá rồi ra nhánh nhiều, và nó dưỡng rễ, nó tạo cho cái cây mình ra rễ nhiều quý chú anh chị. Thì nó thì trong ba cái dòng N3M God 2 hoặc là thuốc kích rễ bên vườn nhà của mực. Thì đây thì toàn thấy thì toàn sử dụng cái thuốc kích rễ bên vườn nhà của mực để tạo đế nơm đợt đầu cho cây mai ha. Thì đây thì cây này một bịch gì mình sử dụng cho bình 16 lít hay hoặc là 25 lít nước anh chú anh chị, mình tưới trực tiếp vào gốc hay hoặc là mình phun đó, mình vừa tưới vừa phun lên thân lá vừa tưới vào gốc luôn. Thì đối với Atonis thì toàn khuyên quý cô chú anh chị các bạn mình đó, một bịch này mình sử dụng tầm khoảng là 16 cho đến 25 lít nước ha. Còn toàn thì sử dụng quen rồi thì toàn sử dụng 10 lít nước là một bịch này. Là đối với những cây mai bự á, cây mai hoành tầm khoảng là 30-40 trở lên ha, toàn sử dụng nguyên bịch luôn. Còn đối với những mai nhỏ thì mình sử dụng tầm khoảng 16 cho đến 25 lít nước ha. Còn bịch này cũng vậy luôn anh chú anh chị. Còn gót 2, dòng gót 2 này là kích thích phát triển bộ rễ nè, cải tạo đất nè, giúp cây hấp thu tối đa nước và dưỡng chất ha. Cái này giải độc cây trồng khi bị ngộ độc hữu cơ á. Rồi ngộ độc phèn mặn nè. Rồi nói chung là văn văn với chú anh chị, cái này là này đa hệ luôn. Thì toàn sử dụng gót 2 này còn cảm thấy là nó rất là hay đối với những cái cây mà nó bị suy yếu ha. Còn về cái phần N3M thì toàn cũng thấy hay luôn, thì toàn cũng đang thí nghiệm là chuyên về N3M là ở ngoài hè chỉ có hai cây thôi. Thì sau này tới gần tới mùa mưa toàn sẽ khui giá thể hoặc là thay giá thể á, thì toàn sẽ quay lại những cây đó cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem ha. Về những cái cây mà nó bị thiếu rễ á, thì mình sử dụng N3M thì sau khi mai vàng mình chơi Tết á, mình lặt lá xong, bình cuôn tàn xong thì mình sử dụng cái thuốc này vô, hay hoặc là phân DAP rồi ure mình pha kèm chung vô cái này thì mình sử dụng trước ha, cách khoảng mười mấy ngày sau mình sử dụng lại phân DAP với chú anh chị. Để trong khi mà cái cây mai của mình ra rễ á, mình sử dụng DAP liền thì cái rễ mai của mình nó dễ bị thúi nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì nó gây ra chết cây. Đó. Thì mình sử dụng tầm khoảng 20 cho đến 25 ngày mình hãy sử dụng là DAP ha, đối với N3M. Còn đối với cái dòng kích rễ này nè, thì đầu tiên thì toàn sử dụng binh mực chỉ làm cây nhà thôi, chứ cái thuốc này thì nói chung là mình không có quảng bá bán gì ha. Cái dòng kích rễ này binh mực giao lưu nhiều chai toàn cũng quên này, với anh với thuốc to của mai 3 số 7 á, để toàn lấy cái hai lọ thuốc ra để giới thiệu chung với những cái lọ thuốc này luôn ha. Dạ rồi với cô chú anh chị, thì đây thì mình sử dụng qua những cái đợt này thì bỏ tầm khoảng 20 ngày sau mình sử dụng lại thuốc to của mai 3 số 7 ha. Nhiều anh chị hỏi toàn sao mà không quay cặn cái số điện thoại và cái tem, thì nói chung là YouTube không có cho mình quay cận cảnh về cái tem hiệu của người khác với chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn mình thông cảm ha. Có gì quý cô chú anh chị các bạn liên hệ với mực á, để mình giao lưu và để chia sẻ thêm ha. Thì đây to của mai 3 số 7 này, một chai này khoảng 1 lít thuốc với chú anh chị, mình phun trên thân và lá hay hoặc là gốc cũng được, nhưng chú anh chị vừa phun vừa tưới trực tiếp vào gốc thì nó sẽ hay hơn. Thì cái này mình sử dụng cho khoảng 20 cho đến 30 cc, cho khoảng 20 cho đến 30 cho khoảng bình là 16 đến 25 lít nước ha. Còn đây thì toàn sử dụng cộng thêm là cái siêu dinh dưỡng nè, cái chai này 40 cc thuốc, là chai này 12.000 đó, 40 cc thuốc luôn anh chú anh chị. Thì chai này mình sử dụng cho bình 16 lít hoặc là 25 lít nước vẫn được nha quý cô chú anh chị. Còn đây nữa, này là kích cũ nè, kích cũ hay chai này 40 cc, sử dụng cho bình 16 hoặc là 25 lít nước, mình tưới hay hoặc mình phun gì cũng vẫn được nha. Nhiều anh chị yêu cầu toàn là bỏ cái từ mà cô chú anh chị, thì cái lúc trước cái clip mà toàn đã làm cho anh Mạnh với mực chung á, thì rất mong với cô chú anh chị các bạn thông cảm ha, tại vì cái bản tánh hoặc cái nết của mỗi người khác nhau. Dạ rồi, thì nãy giờ thì toàn đã giới thiệu về Atonis bịch 7.000 và 8.000. Còn với siêu dinh dưỡng và kích cũ nè, cộng lại gót 2 là sử dụng cho cái mai mà sau khi mà mình làm rễ nó thành phẩm, nó sắp thành phẩm rồi, hay hoặc là mình làm rễ sau khoảng 10 ngày mình tưới cái này luôn.
Thì đầu tiên Toàn sử dụng cái này là để khắp da bôi thuốc siêu kích rễ. Qua khoảng 1 cho đến 2 ngày Toàn sẽ tứ hỗ trợ thêm cái phần này. Đó. Và khoảng tuần lễ sau thì mình sẽ sử dụng cái những cái loại này để mình tưới cho những cây mà mình kích rễ ha. Đó. Toàn thấy cơm cát này Toàn thấy xài đạt nè. Cái thứ nhất là cái thứ hai Atonis có 2. Còn cái này thì Toàn xài riêng cho cái những cái cây mà Toàn làm rễ á. Dạ rồi quay lại với cái phần mà ba cây mai hồi nãy đi bên chú anh chị. Đây rồi Toàn sẽ lấy ba cây mai này ra ha. Toàn sẽ để đây đi. Để tí nữa Toàn sẽ lấy cái cây kéo á, Toàn cắt, Toàn ví dụ cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem ha. Đó thì mỗi cây rễ nó đạt gì nè quý chú anh chị. Đó. Rễ nó tùm lum luôn. Đây Toàn để Toàn kéo này ra. Đây rễ nó gì luôn quý chú anh chị. Đây một cây ha. Đây hai cây, rễ nó cũng gì luôn. Đây là ba cây. Đây. Đây thì Toàn đã làm như cách này nè. Đó. Toàn cắt bỏ những rễ suông ha. Vậy rồi sau đây thì Toàn sẽ lấy cái chai kích rễ hồi nãy Toàn sẽ thử nghiệm một lần cho quý cô chú anh chị các bạn mình để mình làm theo với cách này thành công ha. Thì đối với những cây mai mà chơi bông trước và sau Tết, trước Tết dùng cũng vẫn được mà sau Tết dùng cũng vẫn được nguyên chưa anh chị. Vậy rồi ở đây thì Toàn sẽ cắt cái nhánh này ha. Còn chừa là khoảng 1-2 mắt lá nè. Đó. Mình canh ngay cái lá của chị, Toàn sẽ cắt cái phần này. Rồi để Toàn đem vô kia Toàn sẽ nhúng thuốc kích rễ ha. Thì cái này Toàn sẽ tuốt, Toàn tuốt mấy cái nhánh này ra. Để Toàn nhúng cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem ha. Rồi Toàn sẽ tháo cái nắp chai này ra. Thuốc này chút xíu nữa mình làm xong mình tứ vô mấy cây mà mình kích rễ à, mình phun chứ. Đây thì đối với những cây mà mình làm rễ á, mình lấy cái cây bông gòn mình tha cái chỗ nào mà mình muốn cho nó ra rễ á. Đó. Đây Toàn sẽ tha. Thì mình tha vô gì mình để tầm khoảng 10 phút sau mình tha thêm một lần nữa. Thì mình tha tầm khoảng 2 lần với chú anh chị. Nếu như thuốc mà trước khi mình sử dụng mình sẽ lắc cho nó đều, cho nó đều thuốc lên ha. Đó. Thì Toàn sẽ nhúng thêm một lần nữa là ví dụ là 2 lần. Thì mình để là mình nhúng xong thì tầm khoảng 1 phút sau Toàn sẽ cho vô giá thể vô ha. Đó. Thì Toàn cây này thì mình khắc da ở cái phần này nè cho nó gai rễ phía trên ha. Dạ thì cái đối với những cây mà Toàn khắc da bôi thuốc siêu kích rễ á, Toàn với mực với chú Đen cũng đã làm mấy clip rồi, rất mong quý cô chú anh chị và các bạn vào những cái video cũ để xem giúp Toàn để mình biết cái cách mà để mình tạo đế nơm cho cây ha. Đó những cây này tí xíu nữa Toàn sẽ đem cái mô Toàn trồng luôn. Đó thì Toàn đã chuẩn bị mô rồi. Dạ rồi thì sau đây Toàn sẽ đóng cái nắp này lại ha. Rồi tí xíu nữa Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem vài cây mai sữa rễ bên vườn nhà của Toàn và đối với những cái cây mà nó bị cong á, Toàn uống cho nó ngay lại á. À, rồi sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn theo chân Toàn ha. Dạ tiếp tục sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem lại cái cây mai sữa nu Singapore sữa rễ vườn nhà của Toàn ha. Thì cây này Toàn đã lúc trước nó nghiêng bên á, nó nghiêng cái độ ngã quý chú anh chị, độ giống như là dáng bay ha. Thì Toàn đã buộc cái này tầm khoảng mấy tháng rồi, tính đến giờ cũng là gần 3 tháng rồi, hình như là trong Tết đó. Lúc buộc thì Toàn sơ ý thì Toàn không có coi lại cái chỗ này là độ cong cho nên nó bị nứt cái da hiện tại và nó đang kéo tế bào da ở cái phần này nè. Và sau đây Toàn sẽ cắt những cái dây rút này ra ha. Thì cây này mới bị lớn mà lên xù rồi thì Toàn sẽ lấy cái kia Toàn cắt nó ra. Đó, Toàn cắt khúc là Toàn kéo ra được rồi. Đó. Toàn buộc tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 cộng dây rút. Toàn sẽ cắt ra hết luôn. Đó. Dây rút này thì đối với những cái cây mà bằng út mình sử dụng cái cọng dây bơ lớn là vừa nha quý chú anh chị.
Còn đang cộng hồi nãy toàn không có coi nè. Rồi toàn cút rút cái cọng dây nhôm ra coi nó cái độ nó ngay như thế nào ha. Rồi trên đây có cái cọng dây này đây nè, toàn sẽ rút nó ra. Rồi này toàn cắm bằng cọng dây nhôm. À, thì cái độ hay luôn rồi nè. À, thì mình để cho nó phù da hơi hơi. Nếu như phù da hơi hơi mình cắt nhiều khi là nó bị ảnh hưởng tới cái da, cho nên toàn không để cho nó phì ha. Còn chăng cái phần này từ từ nó sẽ kéo tới bào da lại quý chú anh chị. Và sau đây toàn sẽ mời quý chú anh chị các bạn xem lại cái cây mai xù này. Toàn trồng cách đây là như là 4 tháng rồi. Trên 4 tháng nữa. Cây này hiện tại nó bằng ngón út của toàn nè. Toàn sẽ lấy cái này ra. Cái này gần tới mùa mưa rồi. Chăng cái chỗ mà mình cắm cọng dây nhôm mà chăng này nó thưa gỏng rồi, toàn sẽ lấy cái đó, toàn tứ gom cát vô, hiện tại giờ nó ra rễ rất là nhiều luôn. Toàn sẽ tứ vào. Cái này hết tháng nắng rồi tới tháng mưa. Rồi cái này ta mặn cho nông dân ta mặn lúa xong rồi đi ha mưa. Toàn xin lỗi quý anh chú anh chị. Toàn sẽ kéo rễ này qua đây một chút nha. Đó, toàn sẽ kéo qua đây tí xíu là nó đều luôn. Cây này lúc trước toàn trồng rễ màng quý anh chú anh chị. Cái toàn rửa cho nó sạch sạch ha. Rửa sạch sạch rồi để toàn coi cây này được bao nhiêu cọng rễ nha. Nhiều anh chị hỏi toàn sao không để cây mai mà mình nuôi thành phẩm cho rễ bự mình hả chồng. Thật sự ra thì trong chậu thì nó không có đủ chất dinh dưỡng để nó hút quý anh chú anh chị. Còn toàn đem ra ngoài trồng thì nó cây nó mau lớn hơn. Rồi sau đây toàn sẽ kéo rễ này lên đây tí xíu ha. Rồi toàn sử dụng nhánh tre ha. Nhánh tre này mình cắm thời gian sau, đối với những tre già không sao, còn đối với những cái tre non á, sau này nó mục này nó dễ gây ra nấm bệnh với chú anh chị, toàn cũng có làm mấy lần rồi ha. Đó. Để toàn coi cây này được mấy rễ nha quý chú anh chị. Cái này hôm gọi toàn đếm hai mấy rễ á, giờ nó ra rất là nhiều luôn. Rồi để toàn coi ha. Một rễ nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Cái này 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, nó tầm khoảng 26, 27 cộng anh chú anh chị. Đó, 27 cộng ha, đều ăn dài hết luôn. Để toàn kiếm miếng xốp toàn chè lại mới được. Để toàn rửa rửa cho nó sáng sáng để chụp cho nó thấy ảnh. Nắng mà mình tưới nước nhiều quá nó cũng bị đén cây anh chú anh chị. Đáng cây mà có thể là cây của mình nó đi luôn á. Cái này gần cái này trời ui ui à, trời ui mình tưới nước vào đây thoải mái. Tới tháng mưa toàn ngưng nước để mình kiếm cái loại thuốc nào để mình phun cho nó sừng cái nó hơi sừng cái tược nó lại để mình thúc cái chất dinh dưỡng để nuôi cây ha. Cho phượt lá quá thì cái cây của mình nó dễ bị ốm á. Để toàn kiếm cái gì toàn che lại toàn chụp bao hình nè. Đây thì toàn lấy cái thao toàn chè lại. Nó toàn sẽ đưa cái ảnh này lên cái màn hình nha quý chú anh chị. Đó. Hồi nãy thì toàn coi cây này được 20 mấy rễ nha quý chú anh chị. Cây này nó bằng út của toàn nè. Đó, cây này tại lúc trước toàn chỉ trồng rễ màng thôi. Cái màng mà vừa ra búp mới dài bây dài nè, bên mực với chú đen cho toàn á, nó tầm khoảng gì bây dài nè, nó toàn đem ra toàn trồng luôn, toàn cắt cây riêng. Nếu quý cô chú anh chị các bạn hỏi toàn á là cái cây rễ màng gì nè, như cây riêng mình có nên để thí trồng hay không? Thí dụ mà mình có trồng á, mình coi ngược lại cái chỗ mình khắc da coi nó có liền da lại hay không. Nếu như có liền da thì mình trồng thí luôn.
Nếu như không liền da thì mình cắt cái phần đó bỏ. Ví dụ không cắt bỏ sau này nó tự quỷ nguyên chú anh chị, nó khô cái lũa bên trong rồi tự nó khô xong rồi nó đứt cái phần rễ dưới, nó sẽ còn phần rễ trên đó. Tí xíu nữa thì trước tiên Toàn sẽ cho quý cô chú anh chị các bạn xem cây mai hình thú của Toàn ha, với lại cây mai xù nhỏ nó lên xù quá. Cây này cũng được hai mấy rễ đều ngang dài hết luôn anh chú anh chị. Cái này thí dụ mà trời ui khoảng 2-3 ngày liên tiếp mình để gì luôn, mình khỏi lắp giá thể là cũng được, mà với lại nó nắng quá, nó khô cái ba gai lụa anh chú anh chị, rễ rất là nhiều nha. Cái này bằng nó út, cái đầu xù thì nó nứt ở cái những cái nếp nhánh này anh chú anh chị, nếp nhánh này nó nứt ha. Đây rồi, tiếp theo sau đây tao sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem lại cái cây xù, cây nhỏ nha anh chú anh chị. Thì nó kế bên đây. Cây này cái nhánh nó nhiều cho nên nó xù mạnh đó. Ví dụ mà đối với những cây nhỏ vậy nè, ví dụ gần Tết mình có lặt lá. Mình lặt lá thì mình ngưng tưới nước ha, ngưng tưới nước tầm khoảng vài ngày đi. Thôi mà mình tránh cái tình trạng mà nó bị hay chết nhánh á, mình lặt xong mình để vài ngày để cho nó ngần nở bông á. Mình tưới sương sương vô cái, tưới nhẹ thôi nhưng mà chú chị nè, tưới nhiều quá này nó sẽ bị úng rễ á. Còn cũng bị cây rồi, đây cái đầu xù đây. Đây cái đầu xù nó đang nứt da ra nhưng mà chú chị nứt ở nếp nhánh nè. Nói chung là cái nhánh càng nhiều, nhánh bự, nhánh lực thì nó ra xù càng mạnh nha chú chị. Còn đối với những cái cây mà bằng tháng tuổi với cây này thì nó chưa lên xù, có những cây xù lên sớm, cây xù lên trễ nha. Ở cây này thì thời gian sau tầm khoảng 5-6 tháng nữa Toàn sẽ quay lại một lần nữa cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem ha. Còn bây giờ Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn đi vòng vòng để mình xem vài cây mai xứ rễ bên vườn nhà. Thì trước tiên Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem lại cái cây hình thú bên vườn nhà của Toàn ha. Tiếp theo thì cái cây hình thú Toàn làm trước đây thì Toàn sử dụng bằng Atunis mà loại nguyên chất á. Cái này nhỏ. Cái này Toàn làm lâu lắm rồi. Tại trong chậu thì nó ở đây thì nó hai chân trước nè. Còn cái lưng ra ngoài sau nó có hai giò đuôi để nhưng mình nuôi những cái tược này lại Toàn không cắt bỏ ha. Toàn đại bằng đầu đũa ăn á, Toàn cắt chừa lên tầm phải 1-2 phân để mình làm cái đuôi cho nó. Đây, nó có hai cái giò luôn. Đây cái nữa nè. Một bên Toàn lấy hai cái giò để sau này Toàn dự bị ha. Nhưng cái nào nó nhỏ hay hoặc nó bự quá Toàn sẽ cắt cho nó đều lại. Đó, hai cái giò hai bên. Cái hình thú này hơi ngắn đi xíu anh chú anh chị. Rễ này Toàn bỏ luôn. Đó, Toàn sẽ lấy được cái giò này. Còn bên đây cái giò nữa nè. Đó, đây cái giò, đây ba cái. Đây một cái thì nó đều rồi. Còn đây cái phụ này để cho nó nuôi cây nè. Thì mình để nhiều nhiều sau này, ví dụ mình có giao lưu á. Mình để cho quý cô chú, anh chị, các bạn nào mà có cắt thì bỏ hay cắt ha. Còn cái này thì Toàn cho cháu rễ, cháu nội cô hai, cô ruột á. Cho nó để gãy để chăm sóc. Cây này nuôi gần cái năm mấy rồi. Sau đây tao sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn đi vòng vòng để xem vài cây mai xứ rễ vườn nhà của Toàn ha. Đây cái khế. Cái khế này sau này Toàn sẽ làm khắc da để tạo đế đơm cho nó luôn. Khế ở bên nhà chị hai của Toàn có cây khế hoành 120 á. Bể cái khế chua để cho ai có hái trái làm thuốc hoặc làm gì á. Hôm ngày ta trong Tết người ta xin lắm nhiều quý chú anh chị. Có trái gần nửa ký á, bữa hôm Toàn căng trái nửa ký. Khế chua nó mau bự hơn khế ngọt. Trước khi mình xem những cái cây mai xứ rễ bự thì sau đây Toàn sẽ mời quý chú anh chị các bạn xem một cây mai Toàn nhổ từ trong gốc mai giảo á, cái giảo là kêu giảo truyền thống quý chú anh chị. Giảo hồi đó Toàn đã làm rễ cũng được mấy cây nè. Cây bên đây. Cây này thì Toàn làm trồng cách đây khoảng 2 tháng rồi, hơn 2 tháng tí xíu ha, để Toàn tứ xem bù rễ nó phát triển như thế nào nha chú anh chị. Thì bên Toàn cũng có giảo truyền thống mà loại bông bự nhiều cánh cũng có nữa. Cây này thì cái số lượng rễ thì nó ít, sau này Toàn sẽ xử lý cho nó ra nhiều rễ thêm.
rồi thì đó, để Tâm cứ tứ bao nhiêu rễ nha. Cây này thì sau này mình đây mình xử lý được hai rễ nè, rễ này nửa rễ kéo qua đây, còn nửa rễ kéo ngược qua bên kia đây cũng đi luôn đó. Những cây mai rễ mà rễ hồi đó, cây mai truyền thống hồi đó thì rễ nó đỏ hơn cái rễ dạo Thủ Đức bây giờ. Cái một lý do là rễ đỏ là cái sử dụng cái giá thể cũ á, nó dễ bị đen đầu rễ thứ nhất, thứ hai thì nó bộ rễ rễ mai của mình nó không có đẹp và nó không có vàng sáng ha. Thì lâu lâu mình thay giá thể, thay chất trồng á, mình thay những cái sơ dừa mới của chú anh chị. Nhiều anh chị hỏi Toàn là cái sơ dừa mình mới mua về mình có xử lý cái nước chát hay không, Toàn xin chia sẻ luôn ha. Thì quý cô chú anh chị các bạn nào nếu như mà muốn xử lý cái độ chát của nó xong thì mình tưới thuốc cái bingon vô thì nó mất thời gian, thì trong khi đó mình trộn xong rồi mình tưới thuốc cái bingon để mình chỉ nắm bệnh trên giá thể nè, nó chỉ có một lần thôi, mình sổ giá thể ra, mình bừa mình làm cho giá thể nó mịn màng xong nhuyễn ra mà mình tưới bingon vô nha quý chú anh chị. Còn cái vấn đề mà thí dụ mình ngâm chát á, mình mua những miếng cước dày á, mình đổ vô, mình đổ tầm khoảng chục bao vô đó, cái mình ở trên mình xối nước vô, mình bơm nước á, cái đó bằng bơm bằng bơm đuôi hay hoặc motor mạnh mới được nha. Mình bơm vô xong cái nước chát nó tự động nó rỉ ra những cái nước chát này nè, và xong mình trước sau thì mình cũng xử lý bingon này thì nó không, nếu như mình xử lý bingon thì chống nấm bệnh ở trên cái giá thể này mình khỏi cần ngâm ba cái chát làm gì cũng chú anh chị. Tại cái chát lúc trước thì Toàn cũng có trồng mấy cây, Toàn xôi nước vô tự động cái nước chát này nó chảy ra, thì trong khi đó thì Toàn đã xử lý cái nấm bệnh trên cái giá thể này rồi ha. Đó. Trong khi nãy Toàn nói nãy giờ Toàn quên đếm cái cây được nhiêu rễ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Còn rễ đâu? 16, cây này 16 rễ. Thí dụ mình bỏ những rễ nhỏ này cũng được, lấy rễ bự làm rễ bự tí xíu ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 10 rễ này thì Toàn có thể làm được khoảng hai mấy cộng 30 cộng ha. Còn đối với những cây mai mà ba rễ mà nó đều ngang dai hoặc 4 rễ, Toàn sẽ tạo một rễ như là khoảng 8 ra thêm 8 rễ hoặc mười mấy rễ cũng nhân được. Đó. Trong cái thời gian đó nó mất khoảng tầm khoảng là hơn 1 năm. Đó là một rễ nó có thể là mình làm ra có thể 8 10 mười mấy nha. Ba rễ thì nó ra tầm khoảng là ba mấy rễ rồi. Nhiều trước đây thì Toàn cũng có xem cái anh đó nói là mai 5 rễ 6 rễ bỏ, nhưng mà thật sự cái đó là mình làm phí thời gian lắm. 5 rễ 6 rễ thì mình làm ra có thể là nhiều rễ hơn nữa, cái đó nó không có tốn công của mình và không mất cái thời gian và nó không tốn tiền. 3 rễ 4 rễ Toàn cũng chẳng lấy luôn đó. Sau này mình tạo cái đế nơ móng gồng cho nó, mình làm ra nhiều rễ hơn nữa đó. Dạ rồi, thì sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem thêm vài cây mai sữa rễ bên vườn nhà của Toàn ha. Đây này, nắng cho nên Toàn sẽ lấp hơi lại. Đó những cái mai thường rễ này mình lấp ít cho thể là chút xíu ha. Còn đó những cái mai mới trồng xuống á, thì mình làm cho nó rễ giá thể cao cao để trong khi mà mình ảnh tránh cái ánh nắng á, ảnh hưởng tới rễ mai. À, lấp lục bình lại, lục bình này mình đem lên mình tủ liền cũng vẫn được, hoặc mình để cho nó khô cũng vẫn, để khô thì càng tốt, để khô thì nhẹ lục bình là nó giữ cái độ ẩm nó êm hơn nữa đó. Dạ, sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem vài cây mai sữa rễ xù bên vườn nhà của Toàn ha. Cây này Toàn làm cái mẫu rễ nó khác nha chú anh chị, khác với những cây kia đó. Cây này Toàn trồng cũng gần giáp năm rồi nè, cây này nó bự hơn tay cái chút ha. Đó, mỗi cây thì Toàn lấy cái mẫu khác nhau. Cây này cũng mười mấy con rễ á. Còn đối với những mà cây nó trắng trắng gì nè, trong khi mà mình cắm cái cây á, những cái nhánh cây mà nhánh cây mục vào đây cắm thời gian sau thì nó sẽ bị trắng trắng gì nè. Đó. Cái này là tại cái cây này nó mục của chú anh chị, còn cái phần bên đây thì không có ha. Đó. Thì trong thời gian qua cũng có nhiều anh chị hỏi Toàn là mai rễ gin và mai cắt đuôi chuột và mai sữa rễ nó giống nhau không, và xin thưa là với cô chú anh chị và các bạn không phải ha. À, nó không giống nhau. Cây này rễ gin là nó nguyên si như nè, là mình để rễ gin ha.
Còn đối với những cây cắt đuôi chuột là mình cắt gì? Đó, để Toàn chọn những cái cây mà Toàn cắt đuôi chuột ha. Đó. Đây, Toàn sẽ cắt cái phần, bỏ cái phần này, bỏ phần cái gin. Đây là cây mình cắt đuôi chuột mà. Đó. Cây cắt đuôi chuột ha. Còn đây là cây rễ gin luôn. Đó. Đây cũng là cây gin. Nếu như mình cắt đuôi chuột là mình cắt như thế này, cắt chừa khoảng miếng rễ thôi ha. Đó. Cây này cắt gì nè. Đó. Còn cây này mình trồng rễ gin. Cây này để nguyên si là rễ gin. Đó. Còn đó những cây sứ rễ là cây cây này. À, cây rễ gin, rồi cây cắt đuôi chuột, rồi cây sứ rễ lần thứ nhất, lần thứ hai. Đó thì cây nó sẽ thành phẩm nha quý chú anh chị. Trong ba cây rễ gin và rễ cắt đuôi chuột và sứ rễ, ba cái nó khác nhau hết chú anh chị. À, cây này rễ gin ha, cây này cắt đuôi chuột nè, cắt đuôi chuột ở trong khi mà mình kích rễ á, cái chai kích rễ giống hồi sớm Toàn cũng có giới thiệu đó. Đó, cắt rễ gin gì, cái này mình cắt nó hơi vô chút vậy. À, như cắt cây gì là đúng nè. Là cắt đuôi chuột mình chừa lại mớ ha, chừa lại mớ rễ của anh chú anh chị. Đó. Cây này thì Toàn trẻ rễ thì tầm khoảng hai lần trước rễ ghi nó đều là được một nè, hai, hình như có mấy rễ à. Đó, giờ Toàn trẻ rồi cũng được 1 2 3 4 5, còn như này rễ nè, 5, một rễ mà Toàn trẻ ra làm 3 rễ nè, 1 2 3, tính là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 24 cộng rễ ha. Cây này thì nó xù lên rất là mạnh luôn chú anh chị. Đó, cây nhánh nó càng nhiều nó xù càng mạnh ha. Còn đây là cái hạt mai Singapore, xù cái đủ nước rất là mạnh luôn. Đó, nhánh càng nhiều nó xù càng mạnh chú anh chị. Đây, Singapore thì 5, 7, 9, 10 mấy cánh thì hoa nó rất là thơm. Có cây cánh bầu thì cây nó cánh dài nha quý chú anh chị. Đặc biệt hoa thơm gắt luôn. Đó. Có những cây nhỏ này mình không nên để bông ha. Nếu như mình để dài bông chơi được rồi. Chứ để nhiều quá nó mất sức cái cây. Dạ rồi, Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem cây tiếp theo ha. Cây tiếp theo kế bên đây luôn. Đây. Cây này quý chú anh chị, cây này là hình như là hai mấy ba chục cọng rễ nè. Cây này cũng có nhiều anh chị yêu thích cây này nè. Cây này Toàn để chơi ha. Toàn sẽ chụp vài bôi để Toàn đưa lên màn hình cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem và tham khảo mai sứ rễ cây giống ha, bên vườn nhà của Mực ha. Và số điện thoại và địa chỉ Toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn biết để liên hệ với Mực mua cho mình những cái mai đẹp. Địa chỉ là tại dốc cầu Trung Hưng 2, ấp Thành Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0971 203 949. Đó cũng là số Zalo của Mực quý chú anh chị, rất mong quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ cho Mực ha. Cây này Toàn nuôi cũng gần giáp năm rồi, tính ra cũng chưa được năm ha. Cây này nhánh nó đều. Dù mình để 4 nhánh cái này thì lực, nó lực cái cây. Mà cái thoát thân thấp quá thì mỗi anh chị thì có cái sở thích chơi khác nhau. Thì Toàn thích chơi cái thoát thân cao có, hồi thoát thân lùng có luôn. Ở dưới này nó đều 4 nhánh nè. Đây, ở bên đây nhánh 2, 3, 4, 4 nhánh. 4 nhánh này đang kéo tới bào da nè. Thì cây này trước thì xù. Nhưng mà Toàn kỳ rửa gông ghiêu đồ cái nó bị chai thời gian thì nó mất thời gian, sau nó sẽ phục hồi cái cây và nó lớn lại bình thường nha quý chú anh chị. Trên đây 4 nhánh đều nè. Đó, 4 nhánh này đang nứt xù nó vàng. Chi cành ở đây. Thì cây giống cây rễ gin, cây cắt đuôi chuột và cây tạo đế nơm và cây thành phẩm nha quý chú anh chị. Thì như là ba thứ ha. Rễ gin khác, ngày cắt đuôi chuột để tạo đế nơm khác, còn cây mà mình kích rễ nó khác nha chú anh chị.
con à. Chụp khoảng bôi ha. Chụp bôi để con đăng lên cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem. Đây rồi, con sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn mình xem cây tiếp theo ha. À, cây tiếp theo cũng kế bên đây luôn. Cây này toàn lấy cái mẫu nó giống như cái cây hồi nãy, cây hồi nãy phía bên kia bên chú anh chị đó, cây phía bên đó đó. Cây này với cây đó là giống mẫu ha. Còn cây đợt rồi thì nó khác đó. Thì toàn sẽ lấy những cái ảnh này toàn đăng lên. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi toàn có mấy cây mà quay tới quay lui. Tại toàn thấy đẹp thì toàn sẽ review lên cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem để tham khảo và biết cái mai sắp rễ sườn đông Singapore ha. Thì cái này mình kêu là mai sắp rễ, mai sắp rễ, mai sữa rễ, mai ship rễ đó. Nói chung là ba cái mình kêu cái nào cũng được ha. Mình kêu là toàn quen là mai sữa rễ rồi. Tôi sẽ chụp lên bao rồi. Còn thích cái chỗ nhô, nhô lên, hóc xuống, nhô lên, hóc xuống. Tôi thấy cái mẫu này là toàn thích những chương trình. Điều. Còn những cái tược mà nó lên ở góc này nè, mình để thí luôn. Để thí luôn để mình trừ hao. Đó, để sau này cái tược này nó bự bằng nó bằng đầu đũa ăn, mình nhấp bỏ trừ lại 1-2 phân ha. Tới này mình nuôi cây luôn, mấy cái tược này nuôi cây hay lắm nè. Điều điều ngang phân này chỗ nào cũng có rễ hết, không chỗ nào thưa ra ha. Nhiều anh chị thích là 6 rễ, mười mấy rễ, 20 rễ, 30 rễ nữa. Nó đều hết luôn. Cái này thì bây giờ nó giáp năm. Toàn sẽ chụp toàn đưa lên màn hình nha. Rồi cái toàn sẽ lấy mặt hoa Singapore mà bông 5 cánh với 7 cánh đó, những cái video trước á. Toàn sẽ lấy những cái bức ảnh đó toàn sẽ đưa lên màn hình để cho quý cô chú anh chị các bạn xem mặt hoa cánh dài và cánh bầu như thế nào ha. Vậy rồi quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay toàn cũng có chia sẻ về cách để phục hồi cho cây mai sau khi chơi Tết đó, sau khi mình lãi ba cái trái nó bỏ như mình cuôn tàn vô á, là mình sử dụng là N3M hoặc là Atunet hoặc là thuốc kích rễ bên vườn nhà có mực, và với cái dạng cây mà mình xuống phôi mà nó bị suy yếu á, rồi mình sẽ bươn giá thể ra, mình sẽ kích rễ thêm. Thì cái cách này toàn cũng rất mong với cô chú anh chị các bạn mình thành công ha. Dạ rồi, sau đây toàn xin khép lại cái video, và cuối video toàn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý cô chú anh chị các bạn ngàn xa trên mọi miền đất nước luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc á. Toàn cũng hẹn quý cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Có quý cô chú anh chị các bạn nào có yêu thích video của toàn á thì hãy xem xong tặng cho toàn một like và một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn, để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.